Dạ, em xin chào mọi người. Đó, thì hôm nay trên tay em giới thiệu tới cho mọi người là một cây đàn thùng Nhật ha, để cho mọi người chuẩn bị chơi Tết. Đó, thì đây là trên tay em là một cây Moritz W40 nha mọi người. Đó, đây. Cây Moritz W40 rất là đẹp ha. Đó, mọi người nhìn inlay khảm sa cừ nè, siêu sang luôn, mặt tớp còn trắng phao luôn. Tớp còn rất là trắng ha, tại vì á người ta sử dụng, người ta bảo quản trong một cái hộp cứng, nó rất là không có tiếp xúc với ánh sáng, rất là kín, nên nó giữ được cái mặt tớp còn trắng đến bây giờ. Thì theo như mà mọi người chơi đàn Nhật thì mọi người cũng biết là những cái dòng Moritz W40 này thì nó cũng có tuổi đời ba mấy 40 tuổi đổ lên rồi ha, mà nó còn rất là cứng cáp, gỗ rất là thơm, nang nang xương nang của nó còn rất là cứng. Đó. Thì trên cái đàn này mọi thứ là nguyên zin hết, chỉ có bộ dây là em thay bộ dây mới thôi ha mọi người. Ngựa zin nè, chốt này cũng chốt zin theo đàn luôn nè. Đây, bộ khóa zin nè, bộ khóa màu red nha. Đó. Thì cây này nó rất là đẹp và nó còn luôn cả giấy tờ nha mọi người, còn cả giấy tờ khai sinh luôn á, giấy tờ của xưởng á. Thì cây đàn này nó có kèm theo một cái hộp cứng nữa nha mọi người, để bảo quản. Hộp cứng của hình như là Shimomura. Hộp cứng rất là xịn ha, hộp cứng của Nhật luôn. Thì về ngoại hình thì một cây đàn 40 tuổi thì không thể nào tránh khỏi những cái việc mà nó bị chạy xước một chút xíu ha. Như vậy là nó đã rất đẹp rồi ha. Đây, một số cái vết cấn nhỏ ở đây ha mọi người. Con người mình mà hai mấy ba chục tuổi thôi là trên người đã có vết thẹo rồi, không không có cần phải nói tới cây đàn mà 40 tuổi mà không có vết xước nào là không được, rất là hiếm. Đây, có một số cái vết chạy ha mọi người, nhưng mà những cái vết này thì nó không ảnh hưởng gì tới thẩm mỹ nhiều lắm. Gỗ này, gỗ mặt lưng cực kỳ đẹp luôn, gỗ mặt lưng là quằn quện rất là đẹp ha, nhìn là biết gỗ xịn này. Ừ, hai bên hông ha, gót cần nè, gót cần liên lạc luôn, cổ hông này. Rồi còn phím thì khỏi phải bàn rồi, phím không có mòn miếng nào luôn, phím rất ngon và không bị cấn mốt rồi. Và cây Moritz W40 này em bán với giá là 8 triệu ha mọi người, 8 triệu. Em mọi người thành thức mua hàng thì mọi người chuyển tiền cọc trước giúp em là 500 nghìn ha, sau đó em sẽ ship đàn khi mọi người nhận hàng, kiểm tra và thanh toán cái số tiền còn lại ha. Em sẽ free ship trên toàn quốc, và em cũng ship hàng toàn quốc luôn đấy. Thì đàn này em sẽ bảo hành cho mọi người chơi là 12 tháng. Thì ngoài cái đàn này ra thì em có kèm theo là một cái hộp cứng, nguyên pin của nó là hộp cứng Nhật luôn, hộp cứng của Shimamura hay gì đấy. Rồi giấy tờ đàn, rồi phím gãy, còn dây này thì em đã lắp dịp mới rồi, mọi người không cần phải lắp thêm nữa ha. Giá là 8 triệu ha mọi người, giá là 8 triệu. Và shop của em thì nằm tại Cần Thơ ha mọi người, shop em nằm tại Cần Thơ. Mọi người mua hàng, nếu mọi người không có tiện đến shop thì mọi người có thể liên hệ với em qua Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình ha. Sau đây thì em mời mọi người nghe thử cách âm của cây W40 này nha. Thank you.